Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một bộ truyện của tác giả Võ Thị Xuân Hà. Bộ truyện được mang tên Trong nước giá lạnh. Bộ truyện này Khôi dự tính làm từ 5 đến 6 tập. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đã nở cuối xuân một bông hồng, gió vô tình, dường như một người nào đó đã ngang qua, cánh tay hờ hững, mối tình lặng câm đi lánh nạn, sâu trong đất kia, cõi mênh mang, ai kẻ khóc thầm. Bài thơ Hoa Hồng. Ánh sáng bùng lên rồi dần sẫm lại. Bầu trời buổi sáng xanh như những tảng chì, trôi lơ lửng giữa những làn chớp và sáng lóe rồi liệm đi, như trên trời đang có một cuộc hỗn chiến. Gió thổi từng cơn cuồng dại qua cả một vùng rộng lớn. Những cây khế ngọt của phù sa miền Trung cong mình chịu gió, cả dạt dâu gian sông oàn xuống. Những ngọn rôi gió quất ngang dọc tất cả những loài cây trồi lên trên mặt đất. Tiếp đến là những loài vật có cánh, rồi đến những loài vật không cánh. Cuối cùng, những con người bé nhỏ phải gánh chịu toàn bộ cơn cuồng phong trời đất. Họ là những con người giản dị, sinh sống trên những vạt đất dùng nhiệt đới. Những vạt đất này nối liền những vạt đất kia mà làm thành một mảnh đất hình chữ S. Một vạt đất mảnh như nét chì, nằm giữa biển Đông và dãy Trường Sơn thâm sâu cùng cốc. Năm nào cũng bị đe dọa, lún sâu xuống nước. Vạt đất từng có bóng rồng dáng phượng, cùng hàng ngàn cung tần mỹ nữ dập dìu, từng xây từng tầng lớp lớp thành quách rực rỡ, từng mua vui và bán vui, từng chính trường định đoạt vận mệnh hàng dài thế kỷ của đất nước. Vạt đất ấy có tên là Huế. Một dòng chảy giữa vạt đất ấy có tên là Hương Giang, là sông Hương. Từ thung lũng A Lưới quay mặt về hướng nam, có ngọn núi A Lu cao chót vót như dới lên tận đỉnh trời. Nơi ấy là nơi xuất phát hai nguồn nước, một nguồn là cửa sông A Tinh, sông A Sáp của phía Lào đổ về phía Tây dãy Trường Sơn, một nguồn là cửa sông Bồ và sông Hương của phía Việt Nam quanh co giữa những khu rừng già trải dài, rồi đổ về phá Tam Giang liền kề cửa biển Thuận An. Trước khi chảy qua kinh thành Huế, sông Hương đã được người Cà Tu gọi tên là A Pàng. Ghi chú, tiếng Cà Tu, Pàng là đời người. Vào mùa xuân, từ trên thượng nguồn, hoa dẻ, hoa anh đào và nhiều loại hoa quả rừng khác rụng đầy những dòng suối của cửa rừng. Rừng đầu nguồn thấm đẫm hương Trần Kỳ Nam, một thứ hương liệu quý. Dòng sông tích tụ những sơn cùng thủy tích rừng già, có lúc tĩnh lặng và lạnh buốt trong vực đá, trong hang sâu, như vực thẳm cõi âm tâm linh của người miền thượng. Có lúc dương ra, chói sáng lên trong màu đỏ của hoa a rui, một loài hoa gần giống sắc màu loài hoa phượng ở Huế. Sông đời người chảy về đến kinh thành Huế được gọi là sông Hương. Sông Hương chứa trong nó những câu chuyện kể không bao giờ hết, những câu chuyện của đời người, những câu chuyện của ngày hôm qua. Dòng sông có lúc hiền hòa, có lúc như một con thú dữ nuốt vào lòng tất thảy kinh thành, núi non, vẻ đẹp, sự tráo trở và nụ cười. Những gì mà người ta biết về Huế qua những câu chuyện kể là cả ở sắc màu của khí trời khí đất, sắc màu của sông mà ánh tím trong hơi sương đã dệt nên những huyền thoại. Ghi chú, phần này có sử dụng tư liệu của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hết ghi chú. Sông Hương là dòng sông đời người, nhưng nếu như không chạy qua những phố những làng, nếu không in bóng kinh thành và núi ngự phía xa xa, chắc hẳn sẽ không có những gì thẳm sâu chứa trong lòng những người xứ Huế. Ở gian ngoại ô thành phố, nằm bên một khúc rộng của sông Hương, một trong những nơi có thể coi là trù phú nhất của những bãi bồi gian sông, có một làng nhỏ tên là Làng Ngọc. Một bên làng là con đường trải nhựa chạy xuôi về cửa biển Thuận An, con đường quân sự do Mỹ làm thời chiến tranh.
Một bên, vào ngày hôm đó, dòng sông Hương giấu hết vẻ hiền từ vốn có, đang như sắp lồng lên dữ dội. Bởi lúc bấy giờ, cả ngôi làng như bị gió bốc lên khỏi mặt đất. Những mái nhà tôn ven đường bị gió lật cong đập bần bật. Những tàu lá xơ xác, muôn loài hốt hoảng. Có tiếng kêu yếu ớt của một con mèo hoang lẫn trong tiếng gió. Trời đổ mưa xối xả, gió bẻ gãy những cành cây, hát chúng nằm la liệt trên đất. Gió lướt qua sông làm mặt sông nở căng nhốn nhó. Những con côn trùng vừa kịp chạy vào nơi ẩn nấp. Trên một cành cây trứng cá, một con chim sẻ nhỏ xíu đang chấp chới đôi cánh ướt rượt. Hình như nó đang tìm tổ. Tiếng kêu chim chíp thất thần lạc trong tiếng gầm gào của cơn lốc. Bỗng nhiên gió nhẹ hẳn đi, mưa cũng tạnh ngay như có phép lạ. May thay, mới chỉ là một cơn lốc khá hung bạo rùng rùng kéo qua. Mảnh đất nhỏ dặn mình rồi nằm hiền từ. Một thanh niên gò lưng đạp xe trên con đường từ thành phố về làng sau cơn lốc bất chợt thường kỳ của xứ sở. Người ấy là tôi. Nước mưa đã được vuốt khô trên mặt. Con đường nhựa sau cơn lốc được láng sạch nhờ mưa. Hai thùng nhựa đựng nước mắm lắc lư sau yên xe. Tôi kiên định chở hai thùng nước mắm như những tỷ phú trên thế giới kiên định làm giàu từ những phế liệu. Ở trường, các thầy cô giáo không dạy chúng tôi cách làm giàu. Những bài giảng trên giảng đường thường là những lý thuyết được đúc kết từ hàng thế kỷ hoặc những thập niên trước, nên không thể không nghi ngờ là đã lạc hậu. Lúc này đang là thời điểm cả nước có rất nhiều khó khăn. Chiến tranh đã đi qua được hơn thập kỷ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy dường như con ác quỷ đó vẫn đang còn lẩn quất đâu đây. Vẫn còn đâu đây những chiếc chòi bạch tuộc độc hại của nó vươn ra hủy hoại mọi thứ. Tôi đã đọc được cuốn sách viết về những bí quyết để thành đạt. Cuốn sách này lạc vào tay tôi trong một dịp lục tìm những cuốn sách trong một quán chuyên bán sách cũ ở đường Bà Triệu ngoài Hà Nội. Cuốn sách do một nhà làm sách in thời Sài Gòn Cộng Hòa. Chủ quán xếp nó chìm sâu trong một đống sách dịch. Ông nói, một sinh viên trong Nam ra đọc đã bán cuốn đó cho ông từ rất lâu rồi. Từ khi có lẽ sách này cũng bị chung số phận với tất cả loại sách khác của chế độ cũ là bị cấm phát hành. Nay thì đã cởi mở hơn, nhưng cũng đừng đem ra khoe với ai, kẻo phiền hà. Cuốn sách bày cho người ta những bí quyết thật độc đáo, mới lạ. Trong đó, người viết, một giáo sư có danh tiếng ở Mỹ, chơi trò lật ngược, khẳng định một cách hài hước, theo kiểu chơi ngược là 50 cách để không bao giờ trở thành người thành đạt. Cách thứ nhất, luôn cảm thấy nặng nợ gia đình. Cách thứ hai, luôn luôn than phiền điều này điều nọ. Cách thứ ba, làm cho mình phát phì. Cách thứ tư, luôn thất hứa, vân vân và vân vân. Tôi trở thành người hướng đạo của ba tôi, trong khi ông đang phân vân không biết mình có nên chung vốn mở một lò nấu nước mắm bên hông chợ Vĩ Dạ hay không. Mẹ con tôi mới ở Hà Nội giàu. Mãi đến lúc này, ba tôi mới thu xếp được cho hai mẹ con chuyển về quê nội. Tôi nói giọng Hà Nội lạc giữa những giọng Huế ngọt ngào trong trường Đại học Tổng hợp Huế, nơi tôi đang theo học khoa kinh tế. Mấy năm sau giải phóng, ba tôi còn nhận chân chủ tịch phường Vĩ Dạ. Cho đến năm ngoái mới thật sự được nghỉ. Thành ra, việc đưa mẹ con tôi vào Huế đã chậm trễ lại. Một ông thiếu tá cách mạng về hưu mà mở lò nấu nước mắm, thoạt nghe vào lúc bấy giờ, có gì đó không ổn. Mẹ tôi không ra ủng hộ hay phản đối. Chỉ một lần duy nhất, nhìn cảnh con trai trắng trẻo thư sinh đạp xe đi rao nước mắm, mẹ quay mặt vào trong nhà, đóng nhẹ cánh cửa. Đêm về, tôi thấy mẹ ngâm áo quần của tôi rất kỹ trong cái chậu nhựa hòa đậm chất giặt thơm. Tôi đã xuống làng Ngọc hàng chục lần. Con đường từ nhà xuống là con đường đi ra biển Cửa Thuận và bãi tắm Thuận An. Đây là con đường tương đối lớn của Huế, không kém quốc lộ 1. Xe lớn xe nhỏ có thể chạy hết tốc độ. Trên những chiếc xe chạy hết tốc độ đó, người ta hầu như không biết đến hoặc không mấy chú ý đến những mảnh đất nằm lặng lẽ hai bên đường. Những mảnh đất mà vào thời kỳ chiến tranh đã có biết bao câu chuyện xảy ra. Dường như
đó là những cuốc ống xa lạ với cuộc sống của những người dân phố. Tôi nhìn thấy bóng một người con gái mặc áo bà ba đen, đội chiếc nón lá trắng mới chậm, vác cuốc chạy ra từ căn nhà lợp tôn nhỏ có giường khế đang lên xanh. Cô chạy lúp xúp dưới bầu trời đã trút hết nước, còn mặt đất thì lên láng màu đùng đục của nước. Có lẽ người này ra cái nơi được gọi là Gò Mã. Từ làng, lối dẫn ra Gò Mã lem nhem gạch và đá vụn xám xịt. Mưa khi nãy xối xuống càng làm cho màu xám của gạch và đá ống lên. Tôi đã ra cái gò này, phía ngoài đường nhìn vào chỉ như một đụng đất cát lổn nhổn. Đến gần thì thấy nơi đây như một vương quốc nhỏ bởi những khu mộ được người ta xây cầu kỳ và xinh xẻo, nhưng cũng có những nấm mộ trơ trụi với đất và cỏ. Ngày còn chiến tranh, khu vực này cũng là nơi cán bộ cách mạng đào hầm ngầm ở dưới. Nước sông đã từng dâng tràn lên Gò Mã. Hết đợt lục này đến đợt lục khác của xứ Huế. Khi ấy, nước sông Hương trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, cuốn đi những bông hồng héo khô mà ai đó đã đặt trên những nấm mộ. Thậm chí có đợt gần như nước còn tham lam hơn, muốn cuốn bật đi cả những ngôi mộ lỏng lẻo trên đất. Người con gái lấy cuốc khơi rãnh, nhưng chẳng có lối thoát nào cho nước khỏi ngập tràn Gò Mã. Những bông hồng đã theo nhau trôi theo dòng nước từ những tháng năm không bao giờ trở lại. Đã bao phen xứ sở này phải chịu lụt bão, chịu tan tóc. Có khá nhiều mộ chung bên cạnh những lăng tẩm của các nhà vua Nguyễn được xây cất cầu kỳ. Những ngôi mộ trơ dưới bầu trời xanh cỏ và huyền bí. Nhiều người kể vào những ngày Tết Mậu Thân năm 1968, không biết những xác chết từ đâu trôi dạt xuống bến làng Ngọc, thân mình con người bị đạn bom nát, mất chân, mất tay, mất đầu. Có người chết không hiểu do đâu, nhiều cái xác nằm la liệt trên đường. Dân làng vớt ở sông lên, gom nhặt ở đường, đưa vào đặt ở ngôi trường tiểu học, rồi chôn lần lượt ở Gò Mã. Hàng vài trăm cái xác không có người thân về nhận. Sư sải về làm cầu siêu, hương nhang mù mịt cả vùng. Nước mắt người Huế chảy ngược vào trong. Trong cái quán tạp hóa ở đầu làng gần bờ sông, một đám thanh niên đang tụm lại đánh bài. Mồ hôi còn ròng ròng trên lưng, trên mặt họ. Họ vừa xúc xong mấy thuyền cát, rồi họ nhau lên bờ nghỉ. Nắng đã lại bừng lên, sau cơn mưa đùng đùng đến, đùng đùng đi. Ngay lập tức, nắng làm khô những dòng nước nhỏ. Những hạt nước đọng trên lá bay vào cõi phù du. Nắng miền Trung tuy dữ dội, nhưng cũng thật lành hiền trước những cơn gió từ biển thổi ngược lên miệt vườn xứ Huế. Sau cơn lốc, gió từ dưới sông Hương đưa lên khẽ khàng hơn. Chúng luồn qua mọi ngõ ngách, thổi bay lay phay những hạt cát pha lấp lánh gian đường. Dường như chúng chưa bao giờ làm tình làm tội mọi sinh linh. Bên cạnh quán là một gò cát mới được đổ đầy. Cát được người ta xúc từ dưới đáy sông lên. Cát dưới đáy sông Hương là loại cát đặc biệt. Đã bao đời nay, cát sông Hương được dùng xây thành quách lăng tẩm cho các triều đại vua quan nhà Nguyễn, xây nhà cho dân quanh dùng. Cát rẽ rúng, trôi tầng tầng lớp lớp ra phá Tam Giang, ra cửa biển Thuận An. Nhưng cát cũng lấp lánh kim cương ngân tiền. Khi ánh mặt trời chiếu vào, chúng là những khối không gian nhiều chiều, kết tạo nên dần hào quang kinh thành. Khi mưa xối xuống, chúng làm lũi chịu cay chịu nhục, gắn vào nhau, ngập lụt lên nhau để sinh sôi nảy nở, rắn như đá, mềm như đất, trơ trọi giữa bầu trời. Vì các sông Hương quý và nhiều, nên sóng dọc theo sông là những cư dân ngoài làm nghề chài lưới, còn là nghề xúc cát, đại cát. Tôi dựng xe ở cửa quán, hì hụi tháo mấy sợi dây chặn hai thùng nước mắm. Anh Việt nhìn thấy tôi thì bỏ bài đứng chạy ra đỡ hộ tôi cái xe. Những hạt cát còn dương lấp lánh trên vai anh. Bộ ngực trần nở ra trước mắt tôi, y như bầu trời màu nâu bùn. Anh cười, nheo nheo cặp mắt. Hôm nay anh mua can 5 lít luôn. Tôi ngạc nhiên. Sao mua nhiều vậy? Mua ít một, hết đợt lại có loại ngon hơn. Anh thì thầm. Anh có công chuyện, anh chuẩn bị ra thật xa ở cửa phá Tam Giang lạng mò trai. Nghe nói ở đó có loại trai ngậm ngọc. Việc hơn tôi 6 tuổi,
nhưng mới học hết lớp 4 nên anh chịu tôi lắm. Hễ có dịp là lại nhờ tôi giảng hộ mấy bài toán lớp 5. Anh bảo sẽ theo học lớp bổ túc cho hết chương trình cấp 2. Sau đó thì anh lấy vợ, lấy ai á, anh đã nhắm rồi, chỉ chờ ba mẹ anh đồng ý, chờ người ta xong công chuyện của người ta. Tôi chào bà Thiên chủ quán, rồi xách hai thùng nước mắm vào góc sân, rót nước mắm sang canh cho bà. Mùi nước mắm thật nồng, quyến rũ đến khó tả. Tôi bảo ba tôi, đó là mùi của sự chết chóc nằm chồng chất lên nhau. Chưa có sự chết đồng loạt nào lại làm nên cái mùi hương tuyệt vời đến như thế. Mùi của thời gian kịp làm sinh sôi nảy nở hàng vạn, hàng ức ức những vi sinh sống trên xác chết. Mùi của nước và lửa hòa quyện, tranh đấu. Mùi của những đôi tình nhân cá uốn lượn trong làn nước, làm tình và đẻ ra những khối trứng, lúc đó còn chưa biết thế nào là lò nấu nước mắm cá. Bà Thiên thủng thẳng. Vì thứ nước mắm không có mùi, liệu cậu có bán được cho tôi không? Nước mắm mà không có mùi, dìm chó không chết. Tôi ngoác miệng cười, hỏi. Vậy là sao hả bác? Là thế đó, chứ sao nữa. Giống chó là cái thứ giống cứ đợi người ta hóa kiếp cho lên làm kiếp người. Là cái giống cứ thích chết. Nếu không có, sao thích ở với người đến thế? Mà người thì đa phần thích ăn thịt chó. Hễ cứ nhắc đến thịt chó nướng ướp mắm muối tiêu riền là ứ hết mọi thứ chất trong người. Mọi thứ chất trong người cứ muốn nổ tung. Vậy đó, đem diệm xuống bể khổ mà lại không chết được thì tai họa nặng rồi con ơi. Cái thứ nước mắm của người Việt mình là bể khổ chứ là gì nữa. Bọn mẻo ngày xưa với những khách tay ba lô bây giờ, mấy ai mà nếm nổi, thích thú nổi cái vị bể khổ của người Việt mình. Bà Thiên dỗ bồn bột hai thùng nước mắm, đã sang hết nước qua canh cho bà. Yên tâm đã rót bằng sạch, không để sót một muỗng nước nào, mới chịu bỏ canh xuống. Tôi học lối nói của người lớn. Bao nhiêu nước mắm ngon dưới cửa Thuận Gia Lăng Cô đem về, sao bác lại lát, lại cứ thinh lấy nước mắm ba con nấu? Bác thích lấy nước mắm ông ấy cất, vì vừa sạch, vừa phải giá. Rồi bà thì thầm. Mọi người ở đây cũng tò mò thứ nước mắm do chính ông thiếu tá cách mạng cất. Họ khen ngon. Mẹ con bảo mọi người thích thưởng thức ông thiếu tá cách mạng là chính, chứ thiết gì thứ nước chết đó. À, mà bác gọi là thứ nước bể khổ đó. Bà Thiên cũng nhẹ vào đầu tôi. Chịu khó đưa hàng xuống đây cho bác. Nói thật tình, nước mắm của chỗ ba con nấu vừa đạt vừa phải giá. Ông thiếu tá cách mạng làm ăn chân chính, không hại dân bằng cách pha thêm nước lã trước khi xuất xưởng. Tôi cười thầm. Chà, nước mắm cũng sặc mùi thiện ác. Có nước mắm mới, mọi người gọi nhau đem chai đem can chạy đến mua, y như cả xứ Huế, không đâu có nổi thứ nước mắm đặc sánh đó. Quán gần chục người đứng xung quanh mấy cái can, làm mắm cá, mắm tôm, mắm cà, không thể không có nước mắm, mà nước mắm phải có chất lượng. Đương nhiên, bữa ăn của mọi người dân xứ Huế hay bất cứ đâu đâu trên đất Việt đều cần có nước mắm. Đó là thứ nước gia vị, thứ nước bồi, thứ nước cốt. Bây giờ, mọi người đã biết chế biến thêm nhiều loại gia vị khác, lại có cả bột canh, muối pha iốt chống bướu cổ. Nhưng nước mắm là thứ hạng đã có đẳng cấp, không thể thay thế được. Hơn nữa, do tình cờ quen anh Việt, tôi mới tìm được nguồn đổ hàng là quán của bà Thiên. Từ đó, nước mắm của cha con tôi thống lĩnh thị trường làng Ngọc. Giao xong nước mắm, tôi ngồi nghỉ dưới tán cây mãn cầu. Đám thanh niên đang rộ lên vì những quân bài, vì rượu và khói thuốc, chợt im bạc. Ngoài cổng, một người con gái có gương mặt khó đoán tuổi, gương mặt đẹp kỳ lạ, mặc bộ đồ lụa hoa màu tím nhạt đang đi vào. Chị đội cái nón lá mới mỏng tang, có quai nhung màu đen to tướng che kín gương mặt. Chỉ còn hở cái sống mũi cao và đôi mắt đen láy sâu thẳm như màn đêm. Tay cầm hai chai có vạch chia lít, chị bước vào sân như dần hào quang lặng lẽ. Hình như chị cũng không chú ý đến xung quanh. Một cách tự nhiên không cố ý, mọi người tự động nhường chị mua trước. Họ giãn ra, dễ dễ thực tâm giản dị. Nhưng không ai sở lỡi hỏi han gì. Chị khẽ chào bà Thiên, rồi đưa cả hai cái chai cho bà. Bà Thiên như thường lệ, đổ rượu vào một chai, nước mắm vào một chai,
bà nhỏ nhẹ. Niệm à, rượu tốt đó con. Dạ. Niệm, cái tên nghe thật lạ. Tôi cảm thấy có cái gì đó đập ngay vào tiềm thức, như là sự bí ẩn làm choáng ngợp bầu trời quen thuộc bấy lâu của mình. Nhưng hình như không có ai thiết chia sẻ với tôi sự bí ẩn choáng ngợp này. Ngay cả những cơn gió cũng chỉ như vô tình đi qua. Chỉ có bà Thiên là người duy nhất thủng thẳng cất tiếng ngợi ca sự xuất hiện của người con gái. Một người ngợi ca, còn người kia thì thản nhiên thừa hưởng bằng những ngôn từ ngắn nhất và dịu dàng nhất. Còn tiền thừa hôm trước? Dạ. Mấy bữa nay ông ấy khỏe không? Dạ khỏe. Tôi tò mò nhìn chị. Tôi chưa đến 20 tuổi, chưa biết giấu cái nhìn người khác đi đâu. Những người mua hàng lần lượt tản ra. Chị không chào ai, cũng không ai trả lời cái nhìn ngượng nghịu muốn chào tất thể mọi người mà lại không dám chào của chị. Hình như chị ngại làm phiền mọi người. Mà hình như có cái gì đó cứ như là sự mặc cảm trong ánh mắt cụp xuống của người con gái này. Mọi người cũng làm như không nhìn thấy cô gái. Rõ ràng họ không hề ghét chị, nhưng không ai đến gần hay sởi lởi hỏi han gì. Tôi ngạc nhiên vì đã xuống đây nhiều lần nhưng chưa hề biết chị. Cả đám thanh niên cũng dường như chưa hề quen biết và thân thiện với người con gái có tên là Niệm. Họ khẽ khàng thả quân bài xuống chiếu, như sợ làm kinh động đến không khí thiêng liêng vào thời khắc đất và trời giao nhau. Thời khắc sự sống làm hồi sinh tất cả, hoặc là họ thành kính cách xa vẻ đẹp mà họ cho rằng không thuộc về mình. Việc nhìn hút theo Niệm, đôi môi trẻ trung của anh khẽ bọng lại. Đám thanh niên hít Việt, ngay cả cái hít cũng thật nhẹ, thật trang trọng. Đến lượt ông kìa. Nhìn gì muốn lòi con mắt ra vậy? Niệm đến lặng lẽ, rồi trở ra lặng lẽ, không bỏ nón, cũng không gạt mồ hôi ròng ròng trên mặt. Chị không nhìn thấy ánh mắt anh Việt nhìn hút theo mình. Đôi mắt chị dừng trên tán lá đang đung đưa của cây mảng cầu, nơi tôi dựng cái xe, nơi tôi đang ngồi nghỉ, rồi nhìn xuống mặt đất phía trước đầy cát và phù sa đỏ. Chị dường như không nhìn thấy cậu trai trắng trẻo có gương mặt không được huế lắm là tôi. Chị không nhận ra gương mặt ấy lọt thỏm khác biệt với những cậu bé đen nhẽm trần trụi ở cái vùng đất khắc nghiệt, một vùng đất mà có mùa ban ngày nắng thiêu đốt cả người và súc vật, cỏ cũng khốn khổ lắm mới chồi lên được vài búp non, có mùa cây cối lại bừng xanh, quả lúc liễu treo trên cành như mời gọi sự sinh sôi. Tôi đặt hai cái can đã trút hết nước mắm lên cái xe đạp cà tàng, buộc chặt rồi ngồi lên xe. Tôi nấn ná đợi. Tôi không phải là dân làng ngọc, tôi ở trường là một sinh viên sôi nổi của khoa kinh tế. Cái không khí bao quanh người con gái tên Niệm này làm tôi tò mò muốn hiểu và muốn tham dự theo cách của mình. Cũng có thể nom chị thật hấp dẫn và tôi muốn chứng tỏ mình. Tóm lại, tôi không biết lúc đó mình muốn gì, muốn đứng về phía chị hay muốn làm quen, vì ngay từ đầu tôi đã thấy chị không phải là người dễ mặc cảm, dễ xúc động. Đợi chị Niệm đi ngang qua, tôi gách chân khều. Cho em xem mặt. Niệm hơi chững lại một chút. Hình như chưa bao giờ có ai dám đùa cợt hay chọc vui chị. Bởi mắt chị ngước lên vô cùng ngạc nhiên khi đôi mắt ấy không cụp xuống, khi hai hàng mi dán lên như chiếc khăn voan mỏng tan được dán quang. Tôi nhận ra bầu trời thần thánh trong đôi mắt thâm thẳm, bầu trời trẻ trung không chút u sầu, nhưng cũng là một bầu trời cô đơn với những người bạn tuổi thơ là cỏ cây, là những con chuồn chuồn, bướm bướm, sâu róm. Sau vài phút ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt ngộ ngộ của tôi, dường như chị cảm thấy yên tâm và thích thú. Chị kéo cái quai nón đen to tướng xuống cằm, nhìn tôi cười tinh nghịch. Em á ngộ thật. Rồi chị thản nhiên bước đi. Gió bỗng thổi mạnh, cả khu giường khế nhà bà Thiên dặn mình răng rác. Sát với giường khế nhà bà Thiên là hàng loạt những giường khế của các nhà kế liền. Làng ngọc nổi tiếng ở xứ Huế bởi khế ngọt, quả khế chín màu vàng rụm, thớ ống và dày, mùi thơm ngát. Ăn một miếng đã thấy mát
và ngọt đến tận gan ruột. Thuyền chở khế làng ngọc ngược sông Hương đưa lên phố chợ, đổ hàng nườm nượp và súng sính khi xuôi về chẳng kém những đoàn thuyền chở cá. Con gái làng ngọc xinh nổi tiếng xứ Huế. Bà nội tôi bảo con gái Kim Long cũng nổi tiếng xinh, nhưng chân tay hơi to vì phải làm giường bằng cuốc nhiều. Vì giường mạn Kim Long là mạn ở thượng nguồn sông Hồng, đất rộng và có nhiều loại cây màu. Dân Kim Long sống bằng nghề làm giường là chính. Làng ngọc xu về phía biển cửa Thuận, trời cho được mảnh đất hợp với trồng khế, chỉ việc trồng lên giường khế, chăm bẩm quanh năm chờ mùa hái quả. Khúc sông Hương ở đoạn làng ngọc lại lắm cá nhiều tôm. Đàn ông con trai làm nghề chài lưới và gom cát, con gái ở nhà vừa đan lưới vừa chầm nón, khéo ra thì không bị gù lưng. Con gái làng ngọc chịu thương chịu khó, việc lao động cũng không quá khắc nghiệt, nên làm giường hay đi hớt tôm đều như những nàng tiên uốn lượn. Nắng mưa không cướp đi được vẻ đẹp mà trời đất hào phóng ban cho. Khi tôi tìm được mối giao hàng thêm cho ba thì bà nội bảo dậy. Bà nội tôi nằm ốm một tháng thì mất, mang theo bao nhiêu câu chuyện của gia tộc, của những phố, những làng. Làng ngọc qua câu chuyện của bà nội đâm ra cũng cuốn hút một thằng con trai như tôi. Nhưng trong tiềm thức, xứ Huế có biết bao miệt vườn và bãi bồi phù sa. Có biết bao cô gái đẹp từng được rước vào cung thuở trước và rước đi theo những ông chồng ngoại quốc, Việt Kiều hay làm quan thuở nay. Những gương mặt đẹp ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp phố phường, bến bãi, nhà vườn. Gương mặt nào lướt qua, gương mặt nào động lại trong cuộc đời của thằng con trai xứ Huế như tôi. Gió vẫn thổi từng cơn, dạng trăng rác những cành khế mỏng manh. Mấy chiếc thuyền neo dưới bến, da vào nhau như gõ mỏ. Tôi để thùng mắm chỏng chơ bên cạnh xe, bước ra phía vườn khế, ngẩng người nhìn về nơi chị Niệm đang khôn người luồn qua những dòng khế như một cô bé con. Hình như chị thích đi len lỏi qua vườn cây hơn là đi trên đường làng. Hai chân xỏ đôi dép mỏng dẹt ríu vào nhau, tấm áo lụa màu tím thấp thoáng trong gió. Từ trên cành cao, một vài con sâu khế rơi xuống nhẹ như những chiếc lá. Một con bò trên cỏ, bò lên thân khế xù xì. Bàn tay mịn màng của chị đưa ra túm lấy con sâu rồi đặt lên mái tóc đen nhánh. Con sâu cong mình trên mái tóc, trông như một chiếc trâm cài đầu di động. Tôi chưa thấy ai chơi với sâu như vậy. Không sợ ngứa, không sợ bất cứ chuyện gì bậy bạ tồi tệ do phía lũ sâu đưa lại. Cả thế giới bạn bè của chị được thu gọn lại trong hình hài một con sâu. Cả thế giới nhung lụa huyền bí với những trăm thoa vàng xuyến được chị gắn với con sâu. Trí óc của sinh viên được chút ít vốn liếng học thức ở trường, vốn liếng do ba mẹ và dòng tộc đưa lại, đã cho tôi một hình dung ban đầu về người con gái ấy. Cái hình dung ban đầu giống như là linh cảm, lại chính xác và hoàn hảo tới mức để sau này tôi đành đổ tại số mệnh. Lúc đó tôi quên mất mình đang làm gì, cứ đứng sững ở cuối giường khế nhà bà Thiên, nhìn theo chị Niệm đi xa dần, xa dần. Bà Thiên chạy ra sân gọi: Giang ơi Giang, giáo khế này khoan hãy về con. Tôi quay vào, bà Thiên đếm tiền đưa cho tôi. Thôi, bác trả luôn tiền, con mang về, cất trong túi cẩn thận, khéo rơi đấy. Tôi hỏi: Chị gì vừa nãy nhà xóm nào hả bác? Nó ở xóm đá, cạnh lối ra cầu Mai. Sao cháu đến đây nhiều mà hôm nay mới biết? Biết nó làm gì? May mà con còn nhỏ tuổi, chứ mấy tay thanh niên trên phố mà gặp nó là không muốn rời cái làng ngọc này. Không lẽ một ngày chị ấy không gặp ai? Đi đâu mà gặp hả con? Đêm mới ra sông lưới tôm, ban ngày ở nhà chầm nón. Nón nó chầm đẹp mà chắc, bán chạy hơn mấy cô trong xóm. Nhưng chị ấy vẫn sống bình thường, không bị ai quấy rối phải không bác? Thì bình thường chứ sao. Anh nào mon men đến tay tăng chủ tịch xã lên đạn AK cái rốt, anh nào cũng toát mồ hôi hột, phải chạy tuốt lên phố. Mà cháu để ý chuyện con nhỏ đó làm gì? Học xong lại thành ông này ông nọ, bao nhiêu con gái đẹp ở mọi miền tha hồ lửa. Bác mà có cháu gái thế nào cũng gả cho mày. Tôi đỏ mặt. Cháu ghét con gái đạt, toàn lũ dở hơi hôi nồng. Bà Thiên phì cười. Cái thằng, cứ lớn lên đi rồi khác biết con à.
trời đem đến cho chuyện gì, phải chịu chuyện ấy thôi. Bác gần này tuổi, biết bao nhiêu câu chuyện để giữ trong lòng. Đi lấy chồng từ năm 15 tuổi, ngày ấy có biết gì đâu. Chà, ở làng này con gái đứa nào cũng đều khéo già đảm, đứa nào cũng đi lấy chồng từ năm 15-16 tuổi. Sao lấy sớm vậy bác? Vì chiến tranh đó con, lấy muộn lỡ không còn ai. Với lại con gái để trong nhà sợ bị mất tiết với mấy tụi lính. Lâu dần thành nếp thành lệ, cứ mới lớn là lo gả chồng, con người mới 30 đã có cháu ngoại rồi. Nhưng bây giờ giải phóng rồi mà. Đã thành lệ thì khó bỏ con à. Thế chị Niệm cũng lấy chồng rồi hả bác? Bà Thiên nhìn ra giường khế đầy gió. Đâu đã lấy ai, năm nay gần 21 rồi. Mà cái con bé đó cũng kỳ lạ, đàn ông ai cũng dễ phải lòng nó, nhưng rồi ai cũng bỏ mặc nó. Tôi chạy ra giường ngồi xuống lớp cỏ mịn màng. Những dần nắng từ trên cao đổ xuống như thác, làm đám mồng gà trĩu xuống thắm đỏ. Tôi ngồi bó gối lâu lắm. Trong trái tim tôi như có điều gì xáo trộn. Dưới kia, sông lặng lẽ chảy, sông tải nắng và gió về biển. Trong tiếng gió và sóng ầm ào, tôi như nghe thấy những khúc ca huyền bí cất lên từ lòng đất, từ dưới dòng sông sâu. Sông ơi, làm người có khó không sông? Sài Gòn tháng 3 năm 1975, Vũ ấm trở mình trên chiếc giường đôi được đóng bằng loại gỗ pơ mu đặt mua tận trên rừng Lâm Đồng. Con Niệm vẫn còn đang thở đều đều, hai cánh mũi nhỏ phập phồng. Vũ quờ tay đắp lại tấm mền mới bị con bé đạp tung. Trong giấc mơ, Vũ ấm nghe con bé thảng thốt gọi: "Mẹ ơi, mẹ!" Trời vừa sáng, Sài Gòn sáng nay yên ắng như nín thở chờ đợi điều gì to lớn sắp bùng lên. Mọi hoạt động của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngưng trệ, như họ đang chuẩn bị di dời hết sang Mỹ. Dạo này hay có những dòng người hối hả đổ về thành phố. Người ngoài chợ kháo nhau, mỗi người một tâm trạng, người lo âu, người mừng rỡ không giấu nổi trong mắt. Giải phóng đã đánh vào Buôn Mê Thuột, rồi đánh rộng khắp Tây Nguyên. Mấy hôm sau lại kháo: "Giải phóng đánh chiếm được Huế, rồi Đà Nẵng." Xôn xao nhất là đám doanh thương, giá cả lên xuống thất thường, nhiều thứ không có để mua, vàng lên giá đột ngột, đồng đô la trở thành mặt hàng chiến lược đắt giá nhất, đẳng cấp cao nhất. Vũ ấm không mấy khi ngồi ngoài đường, sợ đi lâu, con bé ở nhà có chuyện gì, nhưng vẫn biết chút đỉnh chuyện, mấy nhà có tiệm vàng lớn ở Huế đã phải đóng vali gửi máy bay vào Sài Gòn, rồi họ chạy tút lút vào Đà Nẵng. Giải phóng lại đánh đến Đà Nẵng, đám người có vàng, có của, có người nhà là sĩ quan ngụy lại chạy tiếp vào Nha Trang. Vào tới Sài Gòn, nhiều đám không tìm lại được những chiếc vali đầy vàng, đá quý như ruby, sapphire, kim cương. Họ tiếc của, có người nhảy lầu nhảy sông tự tử, những sĩ quan ngụy áo quần tả tơi chạy dông từ đâu đó về Hòn Ngọc Viễn Đông để tìm nơi trú ngụ. Không còn hồn vía để nghĩ cách chạy tội với cấp trên, những nhà có của bắt đầu giữ vàng và đô la, phòng chạy xa xứ. Hàng tiêu dùng chẩn lại, không mấy ai mua bán trao đổi. Đã có những chuyến bay đặc biệt chở ra khỏi Sài Gòn, và dĩ nhiên sẽ hạ cánh bên Hoa Kỳ những công dân cao cấp tuyệt vời của thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Sáng sớm, bên những thùng rác có nhiều xác chết bị gom đi, mùi tử thi làm lạnh khắp bầu không gian của thành phố. Mặc dù mỗi buổi bình minh thức dậy, nắng vẫn rực rỡ và bầu trời vẫn trong veo như một đặc ân trời cho mảnh đất này. Những đặc ân đó đã át đi tiếng động cơ và những tiếng súng nổ đì đoàn ù ù phía xa. Chiến sự dường như không can dự gì vào cuộc sống bề ngoài của thành phố. Dù bóng những chàng sĩ quan người Mỹ vẫn thống soái trùm lên cuộc sống của người dân, dù người Mỹ đã phải ngậm ngùi bỏ lại tất cả để trở về xứ sở của họ đã 3 năm nay. Tuy nhiên, họ đã kịp gieo mầm sống cho những cô gái điếm, tạo dựng hình ảnh cao bồi miền Viễn Tây trên đất nước này và làm lòng thù hận dâng cao. Hàng đoàn quân của Việt Nam Cộng Hòa, súng ống thổng thược
đi rầm rầm trên mọi con đường góc phố. Họ ngựa da vàng mũi tẹt, nhưng trái tim họ sôi bồ máu được hâm nóng bằng bơ Mỹ. Gái Sài Gòn vẫn đi nhảy, hộp đêm vẫn mở, những sòng bạc ăn thua càng da diết và liều lĩnh hơn. Sáng ra ngoài chợ, những cô gái điếm lãng vãng quanh những sạp đồ ăn, mắt lờ đờ như người có ngén. Những anh chàng con nhà giàu, tay đeo đồng hồ ra đô, phóng cúp lượn những dòng lượn lấy lòng các nữ sinh mặc áo dài tha thước bên đường. Người nào người nấy cứ như cô hồn. Thanh niên Sài Gòn mặc quần ống loe, áo đuôi tôm có vảy hoa, tóc dài thượt, cưỡi xe đi khắp các nơi, là tụ điểm cho đám ăn chơi để thì thào với nhau. Việt Cộng sắp treo cổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa điên cuồng tìm mọi biện pháp để trấn an dân chúng, nhưng không ăn thua. Mọi thứ đang nóng hầm hập, như đang sưng lên, cháy lên, chỉ còn chờ dịp, chờ thời cơ là sẽ bùng nổ. Tuy không rõ lắm chuyện chiến sự, nhưng Vũ âm ruột nóng như đang có ai thổi phù phù trong lòng. Vũ chờ đợi một người, nhưng chỉ biên nhờ cậy vào ông ba, không dám hé răng nói với ai. Năm nay, Vũ âm đã gần 30 tuổi, quê ở miệt Lăng Cô xứ Huế, không có con gái, cha mẹ đã nằm xuống cả. Mấy năm trước, qua người quen mắt, Vũ đến giúp việc cho gia đình nhà ông ba. Cứ ngỡ sẽ đến làm cho một đại gia đình, nhưng hóa ra chỉ có mỗi con bé mới lên 3 tuổi. Vũ ký một tờ giấy cam đoan với người đàn ông tên Ba Quân, nhưng Vũ không được tiết lộ tên quân của ông ta. Vũ được dặn dò kỹ càng, được lên máy bay đi cùng ông ba và con bé con vào sâu trong Sài Gòn. Ông ba hầu như không xuất hiện trước mặt con bé. Nó và Vũ sống như những kẻ ẩn dật tận trong một hẻm phố gần ngoại ô Sài Gòn. Ông ba ở ngoại Huế, thỉnh thoảng ghé thăm dỗ dàng, hàng tháng gửi tiền và quà cáp. Ông liên lạc với hai Vũ con chủ yếu bằng điện thoại, mà chỉ là hỏi han về con bé qua Vũ, chứ hầu như ông ba không khi nào gọi con bé ra để hỏi chuyện. Nhưng chính cái lý do mà ông ba bắt buộc phải nói thật với Vũ về thân phận của con bé đã khiến Vũ cảm động tin vào người đàn ông phong sương này. Ông ta không nói cho Vũ biết hiện ông ta làm gì, chỉ biết đâu như là một nhà buôn lớn phải giấu mặt vì những phi vụ làm ăn không hợp pháp. Ông để lại một tấm hình của ông cho Vũ, dặn thi thoảng phải cho con bé nhìn tấm ảnh để nó còn biết mà nhận mặt, phòng lỡ có chuyện ly tán trong chiến tranh. Ông nói nó là con riêng của ông, nếu để lộ chuyện bà vợ ông sẽ cho người bắt cóc con bé, mà bà vợ ông là thứ đàn bà không chuyện gì không dám làm, kể cả giết người. Mà con bé đã mất, ông không còn cách nào khác, đành chờ ít thời gian sau, khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Qua cách nói của ông ba, Vũ cảm thấy hình như ông ta có một công chuyện làm ăn gì đó quan trọng lắm, nên không dám để đứa con gái riêng của ông sống ở Huế, cũng không dám hở ra đó là con mình. Ông giống như một người của phía cách mạng, dù Vũ chưa một lần nào được tiếp xúc với người cách mạng. Nghe nói họ giỏi giang, biến hóa thần thông, mà họ cũng rất hiền lành, lẫn trong đám người lao động như Vũ mà không ai hay biết. Vũ kể cho ông nghe cuộc đời lận đận của mình về người mà Vũ chờ đợi từ khi còn là một cô gái khá xinh xắn. Hình như người ấy cũng có một công chuyện quan trọng lắm. Trước khi đi biệt tích, có tìm gặp Vũ một lần, nói Vũ đừng chờ đợi. Chiến tranh có thể sẽ kéo dài, cuộc đời người con gái có hạn. Nhưng Vũ đã chờ người ta hết năm này sang năm khác. Nếu người ấy là người của cách mạng, thì nhất định cách mạng sẽ thắng. Nếu ông ba có liên quan gì đến cách mạng, thì Vũ nhất định phải chăm lo cho con bé Niệm thật yên ổn. Con bé Niệm kêu bằng Vũ, nhưng cũng chỉ là người chăm nuôi, chứ Vũ vẫn còn là một người đàn bà đồng trinh. Vũ âm ngập ngừng dặn ông ba, hễ tình cờ trong công chuyện làm ăn của ông có manh mối nào về người ấy thì tìm giúp, nhắn giúp. Người ấy có đặc điểm như thế, cao như thế, Vũ chờ người ấy tưởng đã ngàn năm. Vũ âm ngồi dậy, vén tóc, vuốt lại nếp áo,
rồi ra bếp. Bữa sáng cho con bé phải có ly sữa. Ông ba vẫn thường nhắc Vú về chuyện này. Hàng ngày, công việc của Vú là lo ba bữa ăn cho con bé. Sáng dậy lo xong bữa sáng, dọn dẹp loanh quanh rồi ra chợ. Chợ xếp họp chấp nhoáng ngay bên đường, cạnh tòa nhà mà ông ba thuê cho hai Vú con ở. Vú không dám quan hệ với ai ở xung quanh, mà cũng chẳng có ai để ý đến ai. Đất Sài Gòn hoa lệ đã quen coi mọi sự xung quanh mình đều không phải là của mình, đều không can dự gì vào cuộc sống chớp nhoáng, không biết nay sống mai chết ra sao. Bữa trưa và bữa tối được nấu nướng rất cầu kỳ, dù chỉ có hai Vú con, sức ăn không mấy sản. Buổi chiều, Vú Âm ngồi đọc sách cho con bé nghe. Có rất nhiều sách, giấy, bút màu được gửi đến, toàn là sách in, chữ khá to, đủ để cho Vú đọc được. Lại có rất nhiều tranh đẹp in trong những quyển sách đó. Con Niệm nằm lúi húi vẽ. Nó vẽ hai người là ba và mẹ nó. Nó vẽ trong tưởng tượng, mẹ thật đẹp, ba thật oai hùng. Nhưng khi vẽ Vú Âm thì bao giờ phía trước ngực cũng có hai bầu vú lớn chọc ra hết cả mép giấy. Thỉnh thoảng có tiếng chuông điện thoại đổ. Vú chạy vội đến bàn điện thoại, tim đập rình rình. Sau mỗi cuộc điện thoại của ông ba, Vú Âm như được tăng thêm sức sống, vì đó là mối quan hệ duy nhất của hai Vú con trong những ngày tháng sống chui lủi âm thầm. Vú vui vẻ dọn dẹp, giặt giũ, căn nhà sáng lên như sắp đón ai đó. Một lần, phía bên kia, tiếng ông ba lao thao như dội dã, hay sợ có ai đó đứng gần. Con bé ra sao rồi Vú Âm? Nó ăn bữa được hai chén cơm, tôi phải dỗ mãi, nó mới chịu ăn chén thứ hai để đợi mẹ nó về. Mẹ nó... Ông ba, chừng nào ông mới về? Cô đừng sốt ruột, tôi còn phải lo nhiều chuyện. Cô nhớ đừng cho con bé biết tên thật của cha nó, người ở đâu. Chỉ dặn con bé nhớ gương mặt tôi trong tấm hình. Khi nào cần, cô mới được giao cho con bé. Lỡ mai tụi nó biết chuyện là tụi lính Cộng Hòa đó. Con nít đâu có giữ được mồm miệng. Cô nhớ chăm con bé thật cẩn thận. Hằng ngày tôi vẫn cho người đưa sữa qua. Khi nào cô cần nhắn tôi, cứ nhắn qua người đó. Mà có thể tôi phải đi vắng một thời gian, có thể gặp trắc trở nào đó. Cô liệu lo toan mọi bề, mọi thứ sẽ đổi thay tốt hơn cô à? Ông ba yên tâm, tôi nhớ lời ông ba dặn rồi. Nếu ông ba thương tình, xin có ngày giúp tôi công chuyện mà tôi đã trình bày với ông ba. Tôi nhớ, tôi rất nhớ, tôi vẫn đang cho người đi tìm. Sau cuộc điện thoại đó, Vú Âm cảm thấy cách mạng đã đến gần kề ngay bên mình. Ông ba đã nói thẳng với Vú, thế có nghĩa là cách mạng sắp đến ngày thắng lợi. Đến mùa, hoa hồng tiêu nở bên mép cửa sổ, chìa những cái cánh nhỏ vào nhà, mùi thơm quyến rũ tình thân con người. Con Niệm quăng bút vẽ lăn ra ăn vạ, nó khóc đòi về với ba mẹ nó. Mỗi lần hồng tiêu nở, mùi thơm dịu của hồng tiêu dường như có cái gì đó kích thích con bé, khiến nó nhớ mẹ nó ghê gớm. Mẹ là ai? Nó tự hỏi. Nó vẽ rồi lại lăn ra khóc. Nó không được đi đâu xuống đường. Mà dưới kia, người đi nườm nượp, tiếng xe ồn ào như có hội, liên tục hết ngày này sang ngày khác. Vú Âm thỉnh thoảng có cho nó xuống chơi cạnh cổng, nhưng cánh cổng sắt nặng nề luôn luôn khép kín và khóa mấy lần khóa. Con Niệm có hai đứa bạn hàng xóm, đó là hai chị em con bé ăn mày, đêm về nằm ngủ ngay ngoài cổng nhà nó. Chúng nó đến chiếm cứ góc hè này từ lúc hai Vú con còn chưa đến ở đây. Ban đầu con Niệm thấy sợ, người đâu mà bẩn thỉu dơ giấy, toàn ăn những thứ như đồ thừa người ta ném ra đường, quần áo rách rưới, mặc đi mặc lại mỗi một bộ, tóc bết dựng đứng. Nhất là thằng em, mặt mày đen nhẽm lại hay bắt nạt chị, hay giành ăn nhiều hơn. Con bé đứng trong cánh cổng, quan sát hai chị em con ăn mày rải tấm ni lông ra hè, rồi mở cái gói đeo lủng lẳng trên tay ra. Trong đó có vài mẫu bánh mì, vài miếng thịt nham nhở hay mấy củ khoai mì. Con bé nhìn chúng ăn ngon lành, miệng chóp chép theo. Con chị ăn mày hỏi, mày thèm á, tao cho một ít mà ăn, có thích ăn không? Con Niệm gật gật đầu. Thằng em hét, tao không cho, tao đang đói đây.
con Niệm mới nhỏ xíu đã khéo dỗ về. Tao ăn thử coi có ngon không, mai tao đổi cho chúng bay thứ khác. Đổi cái gì? Con chị chìa cho con bé một củ khoai mì trắng trẻo. Con bé tỏ thái độ quân tử. Tao hứa là làm mà. Để mai tao xin Vũ Âm cho hai chị em chúng bay mấy bông hồng tiêu. Thằng em lắc đầu. Tao đói, không lấy hoa. Mày cho tao cái gì ăn ngon? Tao sẽ để phần chúng bay sữa với bánh gato. Tao ngấy sữa lắm. Tao sẽ trút sữa vào cái túi ni lông giấu trong túi áo để Vũ Âm không biết. Mày nhớ đấy. Để tao xem sữa thơm như thế nào. Sao mày sướng thế? Tao không biết. Tao phải ăn đủ ngày ba bữa. Không thì ông ba sẽ quay lại bắt phạt nằm một mình trên gác tối thui. Ông ba là ai? Là chủ của Vũ Âm. Thế ba mã mày đâu? Tao không biết. Mày cái gì cũng không biết. Nghe chán lắm. Tao không biết thật mà. Khi tao về đây đã không thấy mã rồi. Tao nhớ hình như ngày tao còn bé xíu á, mã bồng tao lên cái thuyền to như cái cánh cổng này. Thuyền trôi trên sông, rồi có súng bắn chiếu chiếu sau lưng. Nhưng rồi tao lại không nhớ mã tao đi đâu. Mã đi lâu quá. Tao nhớ mã. Ông ba hồi tao còn bé gọi tao là con. Rồi lại thấy Vũ Âm nói tao không phải là con của ông ấy. Nhưng tao vẫn cứ gọi là ba. Mày sướng thế, còn có ba có mẹ để nhớ. Thế mẹ chúng mày đâu rồi? Chết rồi, bị tụi lính Mỹ nó hiếp, ném vào hố rác. Hiếp, hiếp là thế nào? Mày ngu, không biết gì đừng hỏi nữa. Chuyện ấy bậy bạ. Mai cho bọn tao uống sữa thử nghe. Bọn tao đi ngủ đây, để mai còn phải dậy sớm để đi. Đợi tao dậy đã. Lúc Vũ Âm đi chợ, tao sẽ cho chúng bay uống sữa. Tối đến, khi con bé quay trở vào nhà, nó nghe thấy Vũ Âm đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Có lẽ đó là ông ba, mà cũng chỉ có ông ba thôi. Đã hơn 6 năm nay, chỉ có mỗi một người duy nhất xuất hiện giữa hai Vũ con là ông ba mà Vũ Âm hay cho nó xem ảnh. Nó thuộc từng nếp nhăn, từng nét mờ trong tấm ảnh ấy. Vũ Âm hàng ngày vẫn dặn dò, nếu chẳng may Vũ gặp phải chuyện gì thì nó phải tự mình tìm ra một người thường gọi là ông ba hay còn gọi là ông trọc. Ông ấy sẽ giúp nó đi tìm cha mẹ nó. Con Niệm vẫn thường chỉ vào tấm ảnh của cha nó, hỏi Vũ Âm. Đây là ông ba trọc phải không Vũ? Vũ Âm nói khẽ, cứ như ngoài cửa luôn có ai đó rình rập hai Vũ con. À, đúng rồi, nhưng con nhớ không được nói với ai về ông ấy nghe chưa? Ông ấy là ân nhân của Vũ con mình. Ông ấy gặp Vũ con mình lang thang trên phố, nên thương tình gọi lại cho tiền. Sao ông ấy kêu con, xưng là ba? Ông ấy làm gì có nhiều tiền cho Vũ con mình? Ông ấy là một nhà buôn lớn. Ông ấy phải giấu vì sợ bà vợ ông ấy biết, lại tưởng con là con riêng. Bà ấy mà ghen thì chết Vũ con mình. Con Niệm im lặng nhìn vào tấm ảnh. Đôi mắt của nó mở lớn như suy nghĩ điều gì quá lớn, quá sức của nó. Một lúc sau, nó hỏi. Ba mẹ con đâu? Con Niệm đã hỏi như thế nhiều lần. Vũ Âm tản lờ như không nghe thấy cũng đã nhiều lần. Vũ Âm nói xong chuyện thì ngồi thừ ra bên bàn uống nước. Con Niệm rất muốn đến bên Vũ, luồn tay qua tóc Vũ mà nghịch. Nhưng Vũ hình như cứ thích cách biệt với nó. Hình như Vũ không dám gần gũi và chăm bẵm nó như một đứa con, mặc dù nó nhận thấy Vũ yêu thương nó vô cùng. Con bé thò tay ra ngoài cửa sổ, ngắt nát cuốn mấy bông hồng tiêu nhỏ xíu, giấu xuống ngăn bàn, để sáng mai cho con Lan với thằng Thể.